kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cơ quan khống chế và phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ CDC vào cuộc điều tra về cái chết của Trần Đại Quang. Chẳng bao lâu sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời, Cơ quan khống chế và phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ CDC đã mời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Kim Ngọc đến Atlanta, nơi có bản doanh của CDC để nghe trình bày về kết quả nghiên cứu điều tra về cái chết này, trước khi họ mở cuộc họp báo để công bố chính thức. Từ bao đời nay, CDC vẫn làm việc 24/7 để bảo vệ nước Mỹ trước những đe dọa về sức khỏe, an toàn và an ninh ở cả bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ. Cho dù các bệnh này xảy ra bất kỳ nơi nào trên thế giới, cấp tính hay là mãn tính, có thể chữa hoặc là phòng chống được hay không, cho dù do sai lầm hay cố tình của con người, CDC vẫn vào cuộc vì đó là trách nhiệm của cơ quan này. Bởi thế, từ Ebola bên châu Phi cho đến cúm gia cầm H5N1 bên châu Á, CDC đều xía mũi vào. Nhất là khi ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho biết ông Quang mắc một loại virus hiếm gặp và độc hại, thì CDC lại càng tò mò, kích động hơn nữa. Thật đúng là sen đầm quốc tế. Và cũng bởi thế, nhiều nhà khoa học xuất thân từ CDC đã ám nhiều giải thưởng y học quốc tế và y học rằng sau cuộc điều tra này, biết đâu chừng họ sẽ nhận thêm một giải nữa. Vẫn biết là vé máy bay mua đi ngay như vậy thì quả là rất đắt, nhưng Đại sứ Ngọc chẳng có gì phải quan tâm. Mới nhậm chức vụ chưa được bao lâu, vừa trình quốc thư lên Tổng thống Donald Trump, Đại sứ rất nóng lòng muốn đi nhiều nơi để trải nghiệm, sẵn dịp tranh thủ ghé Walmart hoặc Costco mua ít thực phẩm chức năng chính hãng gửi về Việt Nam tặng cho bà con khắp làng khắp xã. Thực tình mà nói, tiền vé máy bay hạng nhất chỉ là cái móng tay so với phí thu hoạch được từ những visa mà sứ quán đã cấp cho người muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Thật chỉ là chuyện nhỏ. Sau đây là phần trao đổi giữa Đại sứ quán Hà Kim Ngọc và bác sĩ Robert Redford, giám đốc của trung tâm CDC. Đại sứ Hà Kim Ngọc, xin bác sĩ cho biết quy trình điều tra của CDC trong vụ này. Bác sĩ Robert Redford, CDC chúng tôi luôn luôn làm việc đúng quy trình. Chúng tôi căn cứ vào các mẫu bệnh phẩm và các kết quả xét nghiệm của nhà thương bên Nhật và của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội. Đại sứ Hà Kim Ngọc, thưa bác sĩ, các hồ sơ đó thuộc về bí mật nhà nước, làm sao mà CDC có được? Bác sĩ Robert Redford, Nhật Bản cũng có tham nhũng. Chắc ngài còn nhớ vụ công ty PCI của Nhật Bản và quan chức Huỳnh Ngọc Sĩ, xui gia của hai Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn quân viện 108 thì chắc là ngài cũng biết. Đại sứ Hà Kim Ngọc, vậy thì nguyên do nào mà chủ tịch nước kính yêu của chúng tôi đi theo cụ các Mác và bác Hồ? Bác sĩ Robert Redford, CDC xin khẳng định là chẳng có virus độc hại nào và hiếm gặp gì cả đâu. Chẳng qua là vì một lý do cực kỳ đơn giản, đó là bội thực. Đại sứ Hà Kim Ngọc, xin bác sĩ nói rõ thêm một tí được không ạ? Tôi không hiểu về việc này. Bác sĩ, trái đất này có âm thì có dương, có đầu ra thì có đầu vào, có ăn vào thì có thải ra. Đằng này ông Quang chỉ có ăn mà không có thải, thì bội thực là điều đương nhiên rồi. Đại sứ Hà Kim Ngọc, lý do đơn giản là như vậy, mà tại sao các chuyên gia Nhật lại không tìm ra nhỉ? Chữa không khỏi dù đã sang đó cả 6 lần. Bác sĩ, dễ hiểu quá đi mà. Khi ở quân y viện 108, ông Quang được nuôi bằng thức ăn Việt Nam không an toàn vệ sinh thực phẩm, nên các cuộc xét nghiệm máu, phân, nước tiểu, vân vân và vân vân đều có vấn đề. Còn khi đưa sang Nhật, được nuôi bằng bò Kobe, sushi, sake, được kiểm tra nghiêm túc nên tất cả các xét nghiệm đều tốt. Các bác sĩ Nhật vò đầu bứt tai mãi mà vẫn không biết là bệnh tình gì. Họ phải bó tay. Đại sứ Hà Kim Ngọc, lúc nãy bác sĩ nói rằng ngài chủ tịch kính mến của chúng tôi chỉ có ăn mà không có thải. Nhưng rõ ràng là ngài ấy đã cúng cho chùa Vĩnh Nghiêm một cặp đèn trị giá 19 tỷ cơ mà. Bác sĩ, cái đó thì gọi là hối lộ, trao phong bì cho bụt theo thói quen bất trị và vô tư của quan chức Hà Nội, chứ không phải là thành tâm làm lành lánh giữ. Đại sứ Hà Kim Ngọc, đáng lý ra, ngài chủ tịch nước của chúng tôi phải làm gì thì mới khỏi bệnh, thưa bác sĩ? Bác sĩ Redford, để tôi kể cho ngài câu chuyện xưa mà chắc là ngài cũng biết.
có một nhà hiền giả bức xúc trong nhiều năm để tìm được một thần linh xứng đáng cho mình thờ lạy. Chàng đã đốt đuốc đi tìm linh tinh khắp hang cùng ngõ hẻm mà vẫn chưa tìm ra. Một ngày kia, chàng dừng chân ở một ngôi đền thờ nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh xa xôi. Hương khói chẳng có, chỉ có trơ trơ mỗi tượng Phật nứt nẻ. Chàng quỳ dưới chân bức tượng, cầu xin Đức Phật cho mình biết nên tôn thờ ai. Bỗng nhiên từ trong bức tượng, Phật hiện ra và phán: chàng cần phải đi thêm nữa, tốn tiền xe phá mã. Người hãy nhanh chân trở về quê nhà. Người nào mừng rỡ chạy ra đón ngươi trước tiên thì đó mới chính là ngươi phải tôn thờ phục vụ. Làm theo lời Phật, nhà hiền giả ba chân bốn cẳng trở về làng. Và người đầu tiên ra đón chàng chính là bà mẹ của mình. Từ đó, nhà hiền giả mới ngộ ra được. Thưa, ý của bác sĩ là... Bác sĩ Redford: ý của tôi là lúc sinh thời, thay vì dùng tiền tỷ để thỉnh cặp đèn cúng bụt, ngài chủ tịch nên dùng tiền đó để giúp dân tộc Tây Nguyên có điều kiện cải thiện cuộc sống, thay vì truy bức họ, đền bù thỏa đáng cho người nào bị cưỡng chế, tạo điều kiện để không ai phải chết trong đồn công an, xây thêm bệnh viện để người bệnh khỏi phải nằm chung giường với nhau, xây thêm cầu để trẻ em khỏi phải lội suối đi học, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, nhức đầu sổ mũi cũng chẳng có, huống chi là virus lạ và độc hại. Đại sứ Hà Kim Ngọc: xin cảm ơn bác sĩ đã chủ động mời tôi đến đây để giải thích về kết quả điều tra của CDC trước khi có họp báo chính thức. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nhân dân rất cần biết chủ tịch nước chết như thế nào. Bài viết của tác giả Nguyễn Hồn Việt được đăng trên trang Dân Làm Báo. Vì là chủ tịch nước chẳng phải do nhân dân bầu ra, vì là chúng chỉ là đồ ăn tàn phá hoại đất nước, nên nhân dân chẳng quan tâm. Chúng hôm nay chết thì mai sẽ có quốc tang linh đình, ngày kia sẽ có đứa thay thế, nhân dân vẫn sẽ thế nên nhân dân chẳng quan tâm. Nhưng nếu đúng là vị chủ tịch nước kia chết vì bị tàu cộng đầu độc thì câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Trước hết là vì quốc thể, dẫu chúng chẳng phải do dân bầu ra và chúng chỉ là đồ ăn tàn phá hoại đất nước, thì hiện tại giữa bàn dân thiên hạ chúng vẫn là đại diện cao nhất của Việt Nam ta. Nếu thực chúng bị bọn tàu đầu độc thì còn gì là quốc thể nữa. Tiếp đến là vì trong khi chẳng phải do dân Việt bầu ra, nhưng ngoài lúc tranh ăn thì chúng vẫn có những câu nói, những hành động mà tàu khựa không muốn. Chỉ có tàu khựa không muốn thì nó mới đầu độc. Nó đầu độc để dựng một tên vẫn là tham tàn của dân Việt, nhưng lại nghe theo quan thầy tàu khựa hơn nhiều. Để tàu khựa muốn gì là được đó. Mà những gì tàu khựa muốn là quyền lợi kinh tế, là biên giới, là hải đảo, là đất đai của ông cha chúng ta để lại. Vậy nếu ông chủ tịch nước kia chết vì bị Bắc Kinh đầu độc thì nhân dân Việt Nam chúng ta phải đứng lên mà đuổi cổ lũ tàu chẹt đang hiện diện trên đất nước thân yêu của chúng ta đi. Dù chúng đúng là lũ chẳng phải do nhân dân bầu ra, nhưng nếu cứ để chúng bị bọn tàu khựa đầu độc ngang nhiên như vậy thì rồi lũ đàn em lên, đứa nào dám nói phải trái với bọn tàu. Do vậy chúng ta rất cần biết ai, tổ chức nào đã đầu độc bọn chúng. Bọn chúng nghi ngờ tàu chẹt. Bài báo ông Nguyễn Quốc Triệu, chủ tịch nước từng 6 lần điều trị ở Nhật cho biết, ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, chia sẻ với VN Express, chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị. Từ đó cho đến khi qua đời, ông đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh virus hiếm và độc hại. Ai cũng biết Việt Nam Cộng sản và Tàu Cộng là hai nước ít ỏi trên thế giới cùng hệ thống cộng sản và đảng cầm quyền thân nhau tới 16 chữ vàng. Ấy vậy mà Trần Đại Quang đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản mà không một lần sang Tàu. Rồi thì Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương, cũng bỏ qua người anh cả 16 chữ vàng 4 tốt này để sang tận nước Mỹ xa xôi, vốn là cựu thù của chế độ để chữa bệnh ung thư lạ. Không công bố rõ ràng, công khai, thế nhưng Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, nhân vật thứ 5 trong đảng, cũng sang tận Nhật để chữa bệnh, mà bỏ qua người anh cả với 16 chữ vàng 4 tốt. Rõ ràng là chúng sợ. Nếu khi đi chữa bệnh mà sợ người anh cả với 16 chữ vàng như vậy, thì sao lúc còn sống khỏe, chúng không biết mà sợ? Tại sao khi bầu chủ tịch nước thì còn khỏe, mà chỉ thời gian ngắn sau đã mắc virus hiếm và độc hại, nhân dân rất cần biết chúng như thế nào?